Đấy, hàng về đây, về kịp trả cho bác đây. Cái lô này về thì chỉ có màu đen là một này. Màu đen, màu bạc và màu cà phê. Màu đen, màu bạc và màu cà phê. Còn cái chất âm thì em test về cuối cùng cho bác rồi. Các bác thông cảm với em Tuấn nhé. Hàng không về kịp đây, chắc là cái lô này thì cũng nhằng ngày hết. Bác nào lấy cứ đặt cọc cho em đi. Bác đặt cọc ngày mai ngày kia thì chắc cũng ngày kia đấy em có hàng trao giả cho bác đang về rồi. Lô này hôm nay em Tuấn sẽ giả hàng cho bác nhé, các bác cứ đợi em đi giúp em. Ai bán hàng cũng mong muốn là có hàng gấp đủ hàng để chuyển cho bác, nhưng báo cáo các bác là nhiều lúc hàng không về kịp ấy, các bác thông cảm, bác thông cảm thôi. Đấy, lô này về chỉ còn có màu màu cà phê là một này, màu trắng bạc là hai và màu đen là ba. Còn màu nào thì các bác lấy màu đấy giúp em thôi, chứ còn bây giờ cái màu cái bảng test em lồng về phía cuối thì như con đấy là nó màu nó hơi vàng vàng. Màu đấy thì lô này không còn. À, mức giá thì vẫn là 299 ngàn. Riêng đôi chiếc loa này mà mức giá đấy mà không hay em Tuấn không lấy tiền của bác luôn. Chính vì thế nên là rất nhiều bác lấy, bởi vì tại sao? Nó có đầy đủ tính năng này bác này. Nó chạy có này USB này. Cắm được USB này, thẻ nhớ này, bắt Bluetooth này. Đặc biệt lại có jack cắm AUX 3.5 nên các bác có thể cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop vào đây được hết. Nên là các bác có thể để dưới gầm tivi để con loa này nó nghe từ tivi xuống để cho chất âm nó hay. Ok ngay. Con loa được thiết kế bác nhìn này. Một con loa súp phía sau lưng này. À, bên này là hai con loa hai bên này, cộng hưởng và một con loa súp chính giữa nữa. Nên chất âm nó phải nói luôn là tuyệt vời. Bác muốn cảm nhận cái chất âm thì em sẽ lồng cái clip em test loa về phía sau cho bác. Mức giá vẫn là 299k, không phải là bán chạy hơn, không phải là em không có hàng bán mà em sẽ tăng giá, em vẫn để giá như vậy. Để cho các bác có nhận như bác nhé. Đây có hàng trả cho bác rồi. Hẹn các bác clip sau nữa nhé. Có hàng trả là tốt rồi. Trước khi em vào em test giới thiệu con đôi loa Bestseller này, con này nghe phê lắm. Các bác có nhu cầu nhé, em Tuấn có thể cóp tất cả các thể loại âm thanh, loại nhạc, nhạc gốc, nhạc lốt, nhạc MP3, video, hình ảnh karaoke, tất cả cho các bác lên thẻ nhớ hoặc USB. Nhá, thẻ nhớ hoặc USB, bên em đều có thẻ nhớ USB hết. Đấy, sau đây mời các bác cái vào chi tiết cái con Bestseller này có 299k, nhưng mà khẳng định là không có bộ loa nào nghe phê bằng nó luôn. Nghe phê tái tê nổi da gà luôn ạ. Các bác nhìn từ cái thiết kế tổng thể bên ngoài của em nó phải không? Con Bestseller này quá đẹp luôn ạ. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn, được cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Tất cả phía trên này được thiết kế lớp da bọc. Con này cho chất âm dày dặn, ấm áp. Hay dày dặn ấm áp bác ạ. Nếu mà với so với tầm tiền ở phía sau là một con loa bát súp nhé, loa súp. Nếu mà để là so với tầm tiền 299 ngàn, 299 ngàn ấy, thì chắc là không có cái tầm tiền con loa nào theo được con này đâu bác. Chỉ sẵn nghe thôi, không có tiền con nào nghe được đâu. Và những con này thì nó sẽ phục vụ cho bác nghe những căn phòng tầm 15-20 m² thoải mái. Em nó test phòng này nó 80 m² cơ. Đấy, không được nói. Và đặc biệt là những bác nào mà có những chiếc xe ô tô mà không thể làm nào độ được loa mà muốn nghe nhạc hay thì cứ cầm con này vào. 299 ngàn bác ạ. Em bán toàn giá 299 ngàn. Đấy. Cách sử dụng thì sau đây em Tuấn sẽ hướng dẫn các bác nhé. Con này thì pin dùng khá được lâu nhé. Con này dùng pin vài tiếng luôn. Con này thì có cổng USB là 1 này, cổng thẻ nhớ là 2 này, cổng sạc Type-C là 3. Và đặc biệt là con này có thể cắm từ máy tính điện thoại. Bác nào TV này, bác nào nghe không hay này, máy tính điện thoại, tất cả cắm vào đây được hết. Ngoài ra có thể bắt Bluetooth. Đấy, chức năng nghe gọi. Có nút đàm thoại rảnh tay trên này, nút nghe gọi đây. Đấy. Thì trước khi các bác muốn dùng thì bác có thể ấn nút vào đây giữ tay, khởi động. Giữ tay một lúc. Music. Đấy, các bác em next bài nhé.
đây. Tầm khoảng 22 cm. Đây, các bác chọn chức năng nhé. Các muốn chọn chức năng là USB thẻ nhớ hoặc là radio FM, ấn chữ M này. Enter to Bluetooth. Đấy, Bluetooth rồi đấy. Enter radio in plain. Đấy, out này. Radio này. Enter aux in plain. Đấy. Music. Music đấy. Giữ đây một lúc, không nguồn sẽ tắt. Nào, một con 299.000 em đi nhá. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác, con best show.